Thông thường con hay suy ngẫm trăn trở cách gì? Lúc tình huống của con buổi đêm thao thức về cái gì? Mơ, giấc mơ gì? Trời ơi, chiều nay có con nhỏ nó đi ngang, tao thèm nó quá. Thì con khổ là đúng rồi. Vấn đề là con trăn trở cái gì? Khi mình quan sát, phân tích, đúc kết, mình trăn trở, mình thao thức, mình suy ngẫm thì tâm mình sẽ khổ. Mà khổ là mình bảo là do tâm thì... Rồi, suy ngẫm có dẫn đến khổ không? Hay suy ngẫm dẫn đến sướng? Vấn đề là con suy ngẫm cái gì? Nhưng mà trăn trở thao thức thì... Nó... Thông thường con hay suy ngẫm trăn trở cách gì? Đúng tình huống của con buổi đêm thao thức về cái gì? Mơ, giấc mơ gì? Trời ơi, chiều nay có con nhỏ nó đi ngang, tao thèm nó quá. Thì con khổ là đúng rồi. Vấn đề là con trăn trở cái gì? Cảm ơn. Ồ, chưa trả lời. Hàng đêm trăn trở cái gì? Kể ra con xem nỗi khổ nó đến mức nào. Dạ. Dạ con trăn trở là việc học hành rồi việc tương lai sau này. Thế trăn trở việc học hành. Việc hạnh phúc yêu đương nữa. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy, cái này nó mới khổ này. Trăn trở việc học hành, công việc sau này có gì đâu mà khổ. Bây giờ này, con trăn trở là cái chữ tư này này. Thì cái tư này này con có quan sát, phân tích, đúc kết để cho ra vấn đề hay chẳng đúc kết được cái gì? Thì con quan sát, phân tích, đúc kết thì con mới trăn trở chứ. Thế có ra được kết quả không? Là đúc kết ra cái gì đâu, kể nghe coi. Tối qua đúc kết ra cái gì đâu, kể nghe coi. Thì con cứ một vòng luẩn quẩn không đúc kết ra gì thì con sẽ khổ tâm. Vậy là chưa biết đúc kết. Thì con chưa biết đúc kết, con lại thực hiện lại một cái vòng đó ạ. Thì chưa biết đúc kết. Tức là mình mới chỉ là gọi là quan sát và phân tích lung tung. Phải là phân tích sự vận hành nhá. Phân tích sự vận hành hoặc phân tích nhân quả. Đỉnh cao của phân tích sự vận hành là phân tích nhân quả. Mà đã phân tích được ra nguyên nhân và kết quả rồi thì sự lựa chọn nó đến chưa? Biết nguyên nhân gốc rồi sửa nó dễ không? Còn không biết nguyên nhân thì nó luẩn quẩn. Hiểu không? Con luyện thêm tư duy nhân quả, con sẽ thoát được cái vòng luẩn quẩn. Được à? Nhưng mà trong mấy cái món ăn chơi đó, món nào luẩn quẩn nhiều nhất? Tình yêu, tình báo hay là sự nghiệp, cái nào luẩn quẩn nhiều nhất? Dạ, cả hai ạ. Cả hai? Dạ. Chắc không? Dạ, trung tại thực vì... đến tận cùng đi, cái gì nhiều nhất? Dạ, cả hai ạ. Hai? Dạ. Hai cái bằng nhau? Dạ. Tức là cứ đúng một phút nghĩ về công việc là một phút sau nghĩ về người yêu. Thì mình có công việc tốt thì người yêu mình mới yêu mình nhiều hơn ạ. Thế một ngày đẹp trời công việc con không tốt, người yêu nó bỏ con đi, con có vui không? Đã, lúc đó lại càng thao thức hơn, trăn trở hơn ạ. Tức là con đang định nghĩa là người yêu nó đến với con vì công việc con tốt. Thế một ngày đẹp trời con thất nghiệp, người yêu nó bỏ con đi, con có chịu không? Thì có, đó có thực sự là người yêu của mình không? Con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn con, câu hỏi rất hay nhé.